哦哒哒啦啦哒哒哒啦啦啦啦啦哒啦哒哒啦啦哒啊哦，một ngày vui tươi ngập tràn tiếng ca, một ngày bình minh tràn hoa khắp thế gian, một ngày với tóc rối bời, một ngày riêng của tôi. Oh, nằm vươn vai nghe đài Sound FM, nhịp nhịp đôi chân theo điệu nhạc rất quen, và bờ môi khẽ hát vang lên câu ca, một ngày thật đáng yêu. Cha, nhẹ bước xuống đường ngày nắng thân. Khoa Tâm lý Giáo dục, tiền thân là khoa huấn học của trường Tuyên huấn Trung ương 1. Từ năm 1962, khoa đảm nhiệm giảng dạy môn nghiệp vụ huấn học. Sau đó, khoa đổi tên thành Giáo dục Mác Lênin. Năm 1982, khi học viện sáp nhập với trường Nguyễn Ái Quốc V, khoa Tâm lý Giáo dục được thành lập. Với cơ cấu gồm, một trưởng khoa là tiến sĩ Trần Thị Minh Ngọc, hai phó trưởng khoa, thạc sĩ Phạm Thị Thanh Hải, thạc sĩ Phạm Thị Minh Hằng, cùng với đội ngũ giảng viên lâu năm giàu kinh nghiệm như thạc sĩ Trần Thị Ngọc Minh, thạc sĩ Nguyễn Thị Khuyên, thạc sĩ Khuất Thanh Vân, thạc sĩ Nguyễn Vân Hạnh, giảng viên Vũ Thùy Hương. Kết hợp với những giảng viên trẻ giàu kinh nghiệm như thạc sĩ Nguyễn Vân Hạnh, giảng viên Bùi Lệ Huyên và cô Trần Thị Thu Giang. Tâm lý Giáo dục đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực. Nhiều năm liền, khoa đã đạt được danh hiệu đơn vị lao động giỏi và tiên tiến. Good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always
tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Để chuẩn bị cho chương trình chào K32, ban chủ nhiệm khoa cùng với ban chấp hành liên chi đoàn đã họp bàn và triển khai kế hoạch cụ thể để tổ chức được một chương trình chào khóa mới thành công.
tâm lý giáo dục là một đơn vị mà có lịch sử hình thành và quá trình phát triển lâu dài. Khoa tâm lý giáo dục đã đạt được rất nhiều thành tích trong quá trình trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa đã tham gia giảng dạy các môn như là tâm lý học đại cương, giáo dục học, tâm lý học trong công tác lãnh đạo quản lý cho rất nhiều chuyên ngành trong và ngoài học viện báo chí và tuyên truyền. Từ năm 2006-2007, khoa tâm lý giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, và đến nay thì khoa đã đào tạo 7 khóa sinh viên với 3 khóa sinh viên ra trường, nhận được những phản hồi tích cực từ các đơn vị lao động, từ các đơn vị nhận sinh viên. Với đội ngũ 11 giảng viên nhiệt huyết, năng động, khoa đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, và đến nay thì 9 lớp sinh viên đang học tập và rèn luyện tại khoa đã khẳng định được chất lượng đào tạo cũng như là vị thế của khoa tâm lý giáo dục. Mong rằng sinh viên K32 cùng với các thế hệ sinh viên của khoa tâm lý giáo dục, học viện báo chí và tuyên truyền tích cực rèn luyện và học tập, cùng nhau phát triển khoa tâm lý giáo dục.